Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái món mì spaghetti với công thức thực sự đơn giản luôn, dành cho các bạn mà nấu ăn không được giỏi lắm á, thì các bạn coi clip của Linh các bạn cũng sẽ biết cách nấu món spaghetti thực sự dễ mà rất là ngon miệng. Cũng không khác gì mì ý spaghetti chuẩn vị đâu nha các bạn. Đây là con đường của nhà Linh nè. Đây là sân góp với các bạn. Nhưng mà là mùa đông á, tuyết nó rơi xuống nó phủ trắng xóa như vậy nè, nhìn rất là đẹp luôn. Linh trong mùa đông Linh rất là thích cái khoảng thời gian này là các bạn. Nhìn rất là lãng mạn, ánh nắng thì chan hòa, tuyết thì nó đeo trên những tán cây á, nhìn rất là xinh luôn. Cũng có người thắc mắc với Linh đó là trong mùa tuyết thì lái xe có khó không? Là khó nha các bạn, rất là khó, rất là trơn. Mùa đông á, thì mình sẽ thay cái bánh xe để lái xe trên tuyết á. Với lại xe của Linh cũng có chế độ mà mình bật có chế độ để chạy bằng 4 bánh, tại vì xe của Linh nó nặng tới 2,5 tấn lận, cho nên là bình thường á, nếu mà chạy là chạy được, nó chỉ chạy được có hai, nó chỉ dùng lực có 2 bánh trước thôi, 2 bánh sau, 2 bánh trước thì nó không biết, nhưng mà bình thường với mùa tuyết thì là chồng lên ông chỉnh với chế độ là chạy 4 bánh là nó đầm xe xuống, chạy với tuyết nó cũng đỡ trơn hơn đó các bạn. Đây là con đường mà Linh đang đi đến siêu thị để mua đồ, mua nguyên liệu về để làm mì cho các bạn xem nè. Đây Linh cũng đã đi siêu thị xong rồi. Hồi nãy trong siêu thị Linh cũng không có quay nhiều, bởi vì ở đây người họ không có thích mình quay video họ, cho nên mình thôi, nên để mua xong Linh quay sơ cho các bạn xem Linh đã mua những gì thôi. Đây Linh cũng có mua sữa, rau, trái cây cũng như mọi người đi chợ bình thường vậy đó. Và đây là siêu thị mùa dịch, cũng không đông lắm đâu, vì ngày thường đó các bạn. Rồi bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ luộc mì nha các bạn. Đó, Linh không có canh khoảng bao lâu thời gian đâu, Linh chỉ lấy cái ngón tay của Linh á, Linh bóp vô cái sợi mì, Linh cảm thấy nó vừa là được. Và bước thứ hai á, các bạn bỏ bơ với lại hành tím, hành phi lên, Linh cho nó thơm lên nha. Khi mà hành nó thơm với lại nó vàng á, các bạn sẽ cho thịt vô. Đó, như vậy nè. Bình thường á, ở Việt Nam mình các bạn có thể sử dụng hải sản nè, thịt bằm nè, thịt heo á, với lại thịt bò cũng được. Nhưng mà Linh ở đây á, chồng Linh ổng mua mì cái thịt con tuần lộc đó các bạn, tuần lộc với lại con nai hu rồi đó. Bạn ổng làm á, cho nên ổng mua thịt rất là tươi và rất là ngon, cho nên là Linh sẵn tiện nấu luôn mì của Linh với lại thịt tuần lộc luôn, ăn cho nó ngon đó. Đừng cái xào lâu nha các bạn, xào khi nào nó ngả màu, nó vừa thịt nó vừa vụn ra với lại nó ngả màu nhẹ thôi. Các bạn sẽ cho một ít bột nêm nè, bột ngọt nè, và một ít đường. Linh nêm không có theo cái công thức đâu, cho nên là các bạn lưu ý là trong đó có những gì thì các bạn nêm theo vừa ăn với khẩu vị của mình thôi nha. Và xào lên, trộn cho nguyên liệu gia vị nó sẽ thấm vào thịt một chút xíu. Rồi Linh sẽ cho một ít cà chua bi với lại cái sốt cà chua mà Linh mua cà chua trong đóng hộp đó các bạn. Cái sốt này nè, làm rất là lâu cho nên là mình mua đồ đóng hộp để làm cho nó lẹ, để cho các bạn. Đây đúng là mỹ lười luôn đó các bạn. Bình thường là Linh hay làm sốt cà chua tự Linh làm đó, cho nên không có xài đồ hộp đâu. Nhưng mà cái tên của mỹ lười thì Linh sẽ làm đúng lười cho các bạn xem. Các bạn thấy không, nêm nếm rất là đơn giản. Lý do tại sao mà Linh bỏ đường vô mì á là vì cái cà chua đóng hộp này nó rất là chua, cho nên là Linh sẽ bỏ một ít đường vô để nó kèm cái độ chua lại đó các bạn. Đó, mình chỉ xào sơ thôi nha, xào một chút xíu thôi, khoảng tầm 1 phút thôi. Chứ không có đừng xào lâu quá, thịt nó sẽ bị cứng. Và bây giờ các bạn sẽ cho mì vô đi, chúng ta sẽ đảo đều lên thôi. Mì cũng đã chín rồi và thịt cũng đã chín, chúng ta chỉ cần đảo cho hai cái nó hòa quyện lại với nhau là được, không cần phải xào lâu đi nha các bạn. Các bạn thấy sao, có đơn giản không? Với Linh là cái món này thật sự đơn giản luôn á.
bình thường mì Ý của người nước ngoài á, họ mì Ý, mì from Italy á, là họ sẽ nêm chỉ có muối thôi các bạn. Họ chỉ nêm muối thôi, muối với lại tiêu thôi, chứ họ không có nêm gia vị như mực nêm, mực ngọt như Việt Nam mình đâu. Tại vì Linh nấu là Linh chia sẻ công thức theo kiểu của người Việt á, ăn rất là dễ ăn. Nhưng nếu mà Linh mà nấu đúng vị, đúng chuẩn vị của mì Ý luôn á, là các bạn sẽ rất là khó làm. Cái thứ khó làm, và thứ hai là ăn các bạn không quen á. Nếu như các bạn không quen là các bạn ăn không có được á. Mì Ý này nó có rất là nhiều loại. Cái kiểu nấu này là cái kiểu đơn giản nhất có thể, Linh sẽ chỉ cho các bạn. Và bây giờ Linh sẽ trang trí nó. Linh sẽ cắt một ít ngò tây đó các bạn. Chồng Linh thì ổng thích ăn cắt nhuyễn ra, còn Linh thì Linh không thích cái mùi ngò tây này cho lắm, cho nên là Linh sẽ chỉ để nó lên trên để Linh trang trí thôi. Đó, cái lá này nè các bạn, sẽ cắt nhuyễn ra. Thường á, mì Ý này người ta cũng có bỏ cheese chưa nữa, nhưng mà Linh không thích ăn cheese. Linh chỉ làm mì Ý gọi là đơn giản nhất có thể cho các bạn xem, để các bạn có thể làm theo. Là mình chỉ dùng cà chua thôi nha, sốt cà chua thôi với lại thịt bằm thôi. Ai thích ăn chia thì bỏ vô thêm, còn không thôi cũng không có liên quan gì hết, không có, cũng vẫn như ngon bình thường nha các bạn. Đó, như Linh là Linh sẽ cắm cái lá lên chỉ để chụp hình cho đẹp thôi, chứ Linh không có ăn. Ok, Linh cũng đã chia sẻ công thức cho các bạn rồi, chúc các bạn ngon miệng nè. Bye.